Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại PS News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngay nhé. Mới đây, Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa tiếp nhận trường hợp một nữ hành khách ném thẳng điện thoại vào người tiếp viên trưởng khi bị nhắc nhở vì đang sử dụng điện thoại trong lúc máy bay chuẩn bị cất cánh. Sự việc này thì đã khiến cho những người chứng kiến cảm thấy vô cùng phẫn nộ và chuyến bay vì thế cũng đã phải khởi hành chậm hơn dự kiến. Khi máy bay thực hiện chuyến bay VJ139 của hãng Vietjet Air từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh đang ra đường lăn F1 sân bay Nội Bài để chuẩn bị cất cánh thì nữ hành khách Bùi Thị Phương C, 25 tuổi, trú tại Thái Nguyên, ngồi ghế 4B trên máy bay vẫn sử dụng điện thoại. Để đảm bảo an toàn bay, tiếp viên trưởng chuyến bay đã nhắc nhở nữ hành khách tên C tắt điện thoại theo quy định. Tuy nhiên, hành khách này không chấp nhận và ném điện thoại vào người tiếp viên trưởng. Đồng thời, nữ hành khách này cũng lớn tiếng với hai hành khách ngồi ghế 2D và 2E. Do sự việc trên, cơ trưởng chuyến bay VJ139 đã cho máy bay quay trở lại sân đỗ và đề nghị lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài trợ giúp đưa hành khách Bùi Thị Phương C xuống khỏi máy bay, bàn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Bắc tiếp nhận xử lý theo quy định. Chuyến bay do đó bị trễ giờ khởi hành. Cảng vụ Hàng không miền Bắc sau đó đã ra quyết định xử phạt nữ hành khách Bùi Thị Phương C với số tiền 4 triệu đồng vì vi phạm trật tự, kỷ luật trong máy bay theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Trước đó, Cục Hàng không cũng đã quyết định cấm bay 12 tháng với hành khách NVH, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh do có hành vi cố ý không chấp hành quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không theo hướng dẫn của tiếp viên và chửi bới, lăng mạ, đe dọa tiếp viên hàng không và các hành khách xung quanh. Hành khách này cũng đã bị phạt hành chính 10 triệu đồng. Mọi thông tin tiếp theo liên quan đến sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên bản tin của S News. Các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe S News nhé.